Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi cuối cùng của chủ đề đó là miêu tả một nghệ thuật, một cái hoạt động nghệ thuật. Thì câu hỏi đó là explain how do you feel about this activity? Hãy giải thích là bạn cảm thấy thế nào về cái hoạt động nghệ thuật này. Thì trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được một số từ vựng đó là mỗi khi chúng ta miêu tả là chúng ta cần phải bỏ thêm nhiều nỗ lực hơn nữa. Thì ngoài cái từ try harder, ngoài cái động từ try harder ra, còn từ nào khác? Chúng ta sẽ tìm hiểu được một số cái lợi ích của việc vẽ, của hội họa hay là của nghệ thuật nói chung. Thì những cái lợi ích này các bạn có thể áp dụng vào trong các phần khác của bài nói, thậm chí là trong bài viết cũng được. Cuối cùng đó là một cái trải nghiệm tốt, thì các bạn hay dùng đó là a good experience. Thì mình khẳng định là trong bài nói hay là trong đời sống thì chắc chắn là cái từ good này thường bị thay thế bởi các cái từ khác. Thì trong bài nói thì các bạn hãy chú ý là nên thay bằng cái từ nào để cho nó đa dạng hơn một chút, chứ cả bài thì dùng mãi cái từ good cũng không có hay. Ok, vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu những cái nội dung đó trong bài ngày hôm nay. Explain how did you feel about this activity? I think after the class, I have completely changed my perception about arts in general and painting in particular. I used to believe that painting was merely for those who were born with natural, with artistic gifts. At that time, painting was totally a mystery to me. However, by learning how to draw step by step, I understood that I could master basic skills as long as I am willing to put more efforts into my works. I now, thanks to the painting class, I have considered painting as a daily leisure activity because it helps me to relieve stress, to look at life from different perspective, and to express my thinking in a creative way. In general, it can be said that joining the painting class is one of the most rewarding experiences in my life. Ok, nội dung như sau. Thì trong cái bài thể hiện cảm nhận này, mình đã đưa ra cái quá trình mà thay đổi cái quan điểm về hội họa của mình nói chung. Tôi nghĩ rằng là trong cái sau lớp học này, tôi đã hoàn toàn thay đổi cái nhận thức của mình về nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng. Tôi từng tin rằng hội họa đó là chỉ dành cho những cái người, chỉ dành cho những người mà được sinh ra với cái tài năng nghệ thuật. Và lúc đó và thời điểm đó thì hội họa thực sự là một cái điều gì đó rất là bí ẩn đối với tôi. Ok, nội dung thì có cái từ như sau. Mình có dùng cái từ merely này. Merely này sẽ đồng nghĩa với cái từ mà các bạn hay dùng là only. Thì cái từ này nó không phải là cái gì đó ghê gớm lắm cả. Nhưng chẳng qua là mình muốn nhấn mạnh đó là nếu các bạn đã dùng từ only khá là nhiều rồi thì có thể chuyển sang dùng từ merely cũng được. Cái từ này các bạn hay đọc là merely hoặc là merely cũng được nhé. Ear hay là er cũng được. Thì mình sẽ ghi chú trong phần sau. Artistic gift. Gift ở đây là món quà. Nhưng mà cái món quà này là được trời sinh ra, được trời ban cho. Thì mình có thể hiểu đó là một cái tài năng nhé. Gift ở đây không thì dịch là món quà nghe hơi buồn cười. Hãy dịch là tài năng. Và artistic gift đó là tài năng về nghệ thuật. Was totally a mystery to me. Hoàn toàn là một cái điều gì đó rất là bí ẩn đối với tôi. Tức là tôi hoàn toàn không có biết gì về nó đấy. Vậy thì mỗi khi nào mà miêu tả một cái chủ đề gì đó mà là hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, thì các bạn có thể bảo là to be totally a mystery to me. Thì nó hay hơn cho cái việc là các bạn bảo là I don't know about something. Chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Tuy nhiên, bằng việc học vẽ từng bước một, tôi đã hiểu rằng là tôi có thể làm chủ được, tôi có thể là nắm bắt được những cái kỹ năng cơ bản, miễn là tôi sẵn lòng để mà nỗ lực, cho nhiều nỗ lực hay là đổ nhiều nỗ lực vào cái công việc và cái tác phẩm của tôi hơn nữa. Ok, thì cái này nó hơi dài cho nên mình dừng lại tại đây. Learning step by step, tức là học từng bước một. Master, tức là làm chủ được. Và ở đây là làm chủ các cái kỹ năng cơ bản. Ok, put more effort into something, tức là nỗ lực nhiều hơn trong cái việc gì đó. Ví dụ như là put more effort into learning language chẳng hạn, into learning something chẳng hạn. Tức là mỗi khi nào đó các bạn bảo là tôi muốn nỗ lực nhiều hơn trong cái công việc gì đó, thì các bạn có thể dùng put more effort into doing something hoặc là into something. Ok, đây là ví dụ thôi nha. And now,
Cho đến bây giờ thì nhờ có cái lớp học vẽ đó mà tôi đã coi việc vẽ đó là một cái hoạt động giải trí hàng ngày, bởi vì nó giúp tôi xả stress này, nhìn cuộc sống từ những cái góc độ khác nhau để mà và được bộc lộ những cái suy nghĩ của tôi theo một cách rất là sáng tạo. Nhìn chung có thể nói rằng việc tham gia vào cái lớp học vẽ đó là một trong những cái trải nghiệm mà đáng có nhất trong cuộc đời của tôi. Ok. Tiếp theo là mình có dùng một từ đó là leisure hay là leisure cũng được. Cái từ này đọc là leisure hay là leisure. Nó cũng thực là Anh hay là Anh Mỹ thôi. Thì các bạn đọc thế nào cũng ok cả nha. Leisure, leisure, activity. Chúng ta có cụm từ khá là hay đó là xả stress. Chúng ta hay dùng từ relieve stress. Ok. Look at life from different perspective. Perspective này là góc độ, góc nhìn. Vậy thì nhìn cuộc sống, ở đây cả cụm này đó là nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau. Look at something from different perspective. Nếu mà các bạn, nếu mà trong các trường hợp khác thì các bạn có thể bảo là look at life hoặc look at this problem chẳng hạn. This problem hoặc this issue chẳng hạn. Thì nó cũng là những cái ví dụ khác cho cái cụm từ đó là look at something from different perspective. Tiếp theo đó là bộc lộ cái suy nghĩ, bộc lộ cái gì đó theo một cách sáng tạo, in a creative way. Ok. Express something in a creative way. Cả cụm từ đi. Chúng ta học cả cụm từ thì hay hơn. One of the most rewarding. Rewarding này thì các bạn có thể hiểu là một cái trải nghiệm mà đáng có, trải nghiệm đáng làm. Thì một trải nghiệm đáng làm thì tức là trải nghiệm rất là tốt rồi, trải nghiệm rất là tuyệt vời, good experience. Vậy thì các bạn mà không nhớ được từ rewarding thì thôi dùng tạm lại từ good cũng được. Ok, vậy thì đó là một số từ vựng. Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn khuyến khích là các bạn dùng từ rewarding nhá, rewarding, rewarding. Ok, vậy thì đó là một số từ vựng. Vậy thì về mặt ngữ pháp thì sao? Ngữ pháp thì mình đã dùng được một thời hiện tại hoàn thành ở đây, đảm bảo sự đa dạng về thời và thì. Ok. Oops, mình nên viết bút đỏ đi. About thì miêu tả một cái gì đó nói chung và cái gì đó nói riêng. Thì các bạn hãy dùng cái cụm từ đó là in general and in particular. Đây là nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng. Thì cái này nó là từ vựng hay là về ngữ pháp thì tùy các bạn. Mình cứ đặt tạm vào nó là cái lĩnh vực ngữ pháp đi. I used to believe để thể hiện cái thói quen trong quá khứ. For those who đó là cho những người mà thì đây là mệnh đề quan hệ. Was totally, however, by learning thì ở đây đó là tạo nên một câu ghép. By learning tạo nên câu ghép. I understood that đây là một câu gián tiếp, đúng rồi, câu trực tiếp gián tiếp. Đây là câu một dạng câu trực tiếp gián tiếp. As long as đây là miễn là thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với cái cấu trúc mà các bạn hay dùng đó là cấu trúc if, nếu mà tôi sẵn sàng hay là miễn là tôi sẵn sàng làm gì đó thì nó đều có nội dung như nhau. Vậy thì đây được ghép vào cái cấu trúc ngữ pháp đó là câu điều kiện. Ok, have considered có thể đây đây là một câu oops. Đây là một câu hiện tại hoàn thành. Because it helps me from okay in general it can be said that đây là một câu gián tiếp. It's one of the most okay, vậy thì đó là tất cả những cái vấn đề về ngữ pháp rồi. Chuyển sang những cái chú ý về mặt mạch lạc đi thì sao? Thì ở đây mình đã dùng được một số cụm từ để mà liên hệ với khoảng thời gian trong quá khứ đó là at that time. At that time. Tiếp theo là đưa ra cái tương phản, mình dùng từ however. Thanks to thì ok, thanks to thì các bạn có thể đưa vào cái sự mạch lạc cũng được, nhiều khi nó cũng không có rõ ràng lắm. In general là để mà tóm tắt lại một nội dung gì đó. Và ở đây là các bạn chú ý ok. Ok, vậy thì đó là một số cấu trúc về sự mạch lạc. Vậy thì cái cách tư duy này, với cái tư duy thì mình đã dùng một số cách tư duy như sau. Mình thể hiện những cái cách tư duy trong quá khứ này. Đầu tiên mình giới thiệu đó là đã thay đổi nhận thức của mình. Thay đổi nhận thức. Vậy thì nhận thức trong quá khứ của mình là gì? Tôi đã từng nghĩ như thế này. Tuy nhiên thì có cái sự thay đổi gì?
sự thay đổi đó là tôi bắt đầu học vẽ. Và cuối cùng đó là kết quả của sự thay đổi, đó là tôi đã coi việc học vẽ đó là một cái hoạt động giải trí. Ok, vậy thì cái tư duy đó là quá khứ, sự thay đổi và kết quả của sự thay đổi. Ngoài ra thì mình đã dùng một số cách, đó là liệt kê những cái lợi ích, to do something này, to look at life hoặc là to express. Ok, vậy thì các bạn hãy cố gắng lặp lại những cái từ to này. To này thì nó thể hiện là cùng một cái cấu trúc. Ok, vậy thì đó là những cái cách tư duy. Vậy thì mình sẽ tổng hợp lại những cái từ mà các bạn hay sai nha. Các bạn cần phải chú ý đó là try harder, to do something đi. To do thì các bạn có thể bảo là put more effort into doing something. Ok, benefit of drawing thì các bạn có thể dùng từ đó là liệt kê ra một số cái, đó là gì nhỉ? Đó là relief stress. Relief stress, relief này nhá. Các bạn chú ý là đừng có dùng cái từ release này nhá. Release này tức là xả thải, tức là xả cái gì đó vật lý, xả thải, xả chất thải hay là xả khí thải. Xả khí thải. Nhưng đây là xả stress, tức là giải tỏa stress thì các bạn nên dùng từ relief. Tiếp theo đó là và tránh cái dùng từ reduce. Ok, mình cũng chú ý thêm một chút là tránh dùng từ reduce. Các bạn hay dùng từ reduce này thì nghe nó hơi buồn cười bởi vì nó không phải là cái cấu trúc của nó lắm. Dùng từ release là chính xác nhất. Relief, sorry. To look at life. Look at something đi, life chỉ là một ví dụ thôi. From different perspective. Perspective. To look at life, to relieve stress, to look at life. Tiếp theo đó là to express my thinking. Express something. My thinking chỉ là một ví dụ thôi. To express my thinking in a creative way. Ok, cái trọng âm nó rơi vào chữ A nhé. Các bạn chú ý đấy. Mình cái này nó creative. Creative. A good experience thì các bạn có thể thay bằng a rewarding. Experience, rewarding, experience. Rewarding experience, a good experience. Ok, vậy thì đó là một số cái cấu trúc từ vựng mà các mình nghĩ là các bạn nên nắm bắt để mà trả lời tốt hơn cái bài nói này, cũng như là các bài nói liên quan đến các vấn đề về nghệ thuật. Và đây là bài nói hoàn chỉnh. Mình hy vọng các bạn chép bài đầy đủ và luyện tập thật là chăm chỉ nha.